anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện lão sương của tác giả trương thành sơn hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé ai cũng bảo ông lão sương sướng nhất làng Còn cái trưởng thành biết chăm lo cho bố mẹ như thế ai mà không ao ước trong bữa đại tiệc đưa vợ chồng ông Sương lên Hà Nội hưởng dịch vụ chung cư cao cấp Rian Heaven nghe thằng con dịch sang tiếng Việt Nam là thiên đàng có thật trên mặt đất. Sắc con trai trưởng của ông đã hào hùng tuyên bố. Con dành cho cha mẹ tất cả những gì sung sướng nhất trên đời. Lão Sương cũng nở mày nở mặt chỉ mỗi bà nghi là vẫn xị mặt ra rồi rớm nước mắt. Bảo, cái nhà này, cái vườn này thấm mồ hôi tôi từ ngày lấy ông đến giờ. Đã 50 năm rồi. Tôi chẳng thích cái thiên đường gì đó đâu. Nhưng cha con ông quyết thì tôi phải theo thôi. Trước khi sắc đưa ra ý tưởng chuyển bố mẹ lên Hà Nội ở căn hộ chung cư cao cấp, anh đã phải chuẩn bị nhiều phần quà để đi thăm hỏi họ hàng anh em nhằm lóp bai. Tức là vận động hành lang ấy mà. Kilo cốt khó đánh nhất là cô em gái. Vợ sắc đã rủ cô em chồng đi spa rồi mua tặng mấy bộ quần áo, túi sách hàng hiệu. Anh thì tặng em gái cái xe sinh hoạt mơ ước, loại sản xuất tại Nhật Bản, trị giá 130 triệu đồng. Anh mới trúng mánh mà lại trùng dịp sinh nhật em. Chú em về thì được tặng chai rượu quý, đôi giày cao cấp và bộ đồ chơi tennis cũng cao cấp trị giá tổng thể gần 30 triệu đồng. Các cháu đứa nào cũng có quà đúng sở thích. Mọi ngần ngừ thắc mắc của bố mẹ, vợ chồng sắc đều giải thích ngọn ngành. Này nhé! Khi bố, mẹ nhớ họ hàng thì mỗi tuần con sẽ lái xe đưa bố mẹ về quê thăm họ hàng. Và hàng ngày gọi điện video cho anh em họ hàng, thỉnh thoảng mời họ hàng lên chơi. Tết con sẽ đưa bố mẹ về trước một tháng để ăn Tết quê mỗi khi có rỗ chạp đám cưới con sẽ đưa bố mẹ về trước ba ngày để dự sau ba ngày mới đi nhưng bố chẳng quen sống ở chỗ như cái tổ chi mấy đâu ôi bố ở trung cư cao cấp cực kỳ văn minh toàn người giàu có ở đó nên cực sạch sẽ dịch vụ đầy đủ từ truyền hình cáp đến thu gom rác từ cắt tóc đến ga nấu ăn từ phòng chữa cháy đến an ninh khách đến phải đứng trước camera cho chủ xác nhận, rồi an ninh mới cho lên nhà. Thì đã gọi là thiên đường có thật trên mặt đất mà lị. Ông và chàng rể được bà biệt phái lên xem xét căn hộ chung cư cao cấp ấy. Con trai đã bố trí đón phái đoàn tận tình chu đáo, đến ngoài sức tưởng tượng. Ra về, ông và đứa con rể cứ suýt xoa kể mãi cho bà, cho con gái và họ hàng nghe hàng chục lần để ăn chắc. Bà và con gái tái xác thực một lần. Họ thực sự mãn nguyện khi vợ sắc đã chiều lòng mẹ cùng em gái chồng một chuyến khảo sát tuyệt vời với sở pa. Quà tặng và những cuộc đi mua sắm ngoài mơ ước. Đúng là có thiên đường trên mặt đất thật sự chứ không bịa. Ông Sương nói quyết. Bà mỉm cười hưởng ứng dù trong lòng cũng chưa thật thông thoáng. Mọi người khác cũng vui vẻ chấp nhận. Để yên tâm chuẩn bị chu đáo, anh sắc tổ chức bữa liên hoan lớn rồi bảo bố. Mẹ ký vào mấy văn bản ủy quyền toàn bộ cho con trai và con dâu xử lý mọi vướng mắc liên quan đến nhà. Đất. Trần trợn vì cách đứa con bố trí. Nhưng trong không khí tưng bừng của bữa tiệc, con trai đã nói thế. Lại trước mặt bao nhiêu quan khách. Nên ông. Bà phân vân rồi cũng ký. Hơn thế, đứa cháu làm tư pháp ở xã cũng vào hùa động viên, vì nó cũng nhận được quà hậu hĩnh của anh sắc rồi. Cô em gái thì đã đồng ý trước đó, nên không ai cản trở cả. Mọi người cùng cười hỉ hả. Tháng đầu còn bỡ ngỡ với dịch vụ ở thiên đường. Ông bà được con dâu thuê cho một cặp ô cao cấp biết lái xe, biết sử dụng thẻ ngân hàng, biết gọi điện thoại video, hướng dẫn mọi thứ. Ông bà cũng được đưa về dự một đám tang họ hàng ở lại quê mấy ngày để khoe cuộc sống ở thiên đường. Nhưng qua một tháng, con trai và con dâu bận bịu nhiều thứ, nên chỉ gọi điện qua lại chút ít. Liên hệ với quê qua điện thoại thì cứ tỏ te tí mãi rồi mất liên lạc chẳng biết vì đâu nữa. Thực ra, anh con trai đã bí mật sửa các số điện thoại mấy người ở quê để bố mẹ không thể gọi được nữa. Lâu dần ông bà cũng quen và cố gắng thích nghi với lối sống mới không làm phiền con cái nữa, tự lo cho mình qua các tiện nghi ở đó. Thấm thoát đã gần một năm và đã cận Tết. Ông bà gợi ý việc về quê ăn Tết thì vợ chồng sắc cứ lờ đi. Đã gần Tết lắm rồi. Ông Sương định tự mình gọi xe gở giáp để về thì sắc lại thông báo. Bố mẹ ạ, đối tác của chúng con đã mua tour để bố mẹ đi du lịch Thái Lan rồi vừa tò mò vừa lo phí của nếu bỏ suất không đi thái lan ông bà đành nghe lời con hết chuyến du lịch về đến việt nam đã qua năm mới rồi điều kỳ lạ là từ tháng đầu đó đến nay ông bà như ở đảo chẳng được liên hệ với bất kỳ ai họ hàng làng xóm ở quê nữa địa chỉ của ông bà được giữ bí mật để đảm bảo công tác an ninh nên không ai đến thăm được hễ hỏi đến việc liên hệ về quê về họ hàng là sắc hoặc vợ lại nói vòng vo rồi lại nghĩ ra trò gì đó để ông bà quên đi. Bà nghi liền nghĩ ra mẹo trốn về quê một mình để con khỏi nghi ngờ. Ông đồng ý ngay. Từ sáng sớm, bà bịt kín mặt như quân khủng bố hay cướp nhà băng, đi xe ôm theo hẹn trước để ra bến xe. Trên xe, tim bà đập như chống làng gọi đi hộ đê vì sợ vợ chồng thẳng sắc phát hiện ra sẽ bắt quay trở lại. Về đến làng mới nghe bà dậu hàng nước cho biết biết xã nhà đã thành phường, có quy hoạch con đường du lịch rất rộng đi qua xóm nhà ông bà. Về đến xóm thì than ôi, như bãi chiến trường. Vợ chồng cô con gái ngỡ ngàng thấy mẹ về vội gọi điện cho anh, nhận được chỉ thị phải bố trí ăn ở cho mẹ rồi anh sắc sẽ về đón mẹ ngay. Bà chỉ nhìn thấy theo ước chừng chỗ vốn là nhà mình, giờ là bãi đất trống mênh mông mà chỉ tròn mắt nhìn chẳng hiểu gì tim đập thình thịch mà hơi thở như nghẹn lại thoáng cái con gái đã sắp mâm ăn cười nói ồn ào bảo đúng là nhất bố mẹ anh sắc đã bố trí để các cụ sống trong nhung lụa ở hà nội và khỏi sốc vì thấy đất nhà mình bị thu hồi theo quy hoạch nhưng bà thấy đắng ngắt trong miệng dù sao từng cục đất ở đây cũng thấm mồ hôi của vợ chồng bà mấy chục năm trời vì con gái cố cách ly nên bà cũng chẳng gặp được ai để hỏi han chuyện trò nắm bắt tình hình chưa đến hai tiếng sau sắc đã phóng ô tô về để đưa mẹ đi để mẹ khỏi buồn vì tận mắt thấy cảnh nhà cửa ruộng vườn bị thu hồi theo quy hoạch của nhà nước anh nói trong sự cảm thông sâu sắc thôi bố mẹ lên hà nội để khỏi chứng kiến sự đau lòng ngẫm con cái thật có trách nhiệm quá nhưng bà vẫn ái náy vì không hiểu sự thật thế nào làm sao về nói chuyện với ông sương được đây tới trung cư đã thấy ông tha thần ra tận cổng đợi anh sắc để bà xuống không quên dặn mẹ mẹ nhớ đừng vội nói gì với bố nhé sắc vội lái xe đi luôn ông đưa bà về căn hộ bà tóm tắt tình hình để ông biết. Chưa hết chuyện ông đã mường tượng ra sự thật, thở dài đánh sượt rồi than thở. Chết rồi bà ơi, mình bị lừa rồi bà nó ơi, mất sạch rồi. Chưa dứt câu, vừa đứng lên ông đã loạn choạng ngã vật xuống. Bà díu hết cả chân tay, chẳng kịp gọi điện thoại hay dùng thang máy. Bà chạy bộ từ tầng 12 xuống để nhờ người cấp cứu ông. Mới tới tầng 4 thì bà cũng ngã vật ra, người ta gọi xe cấp cứu bà, mà không biết ông cũng cần cấp cứu, đang nằm trên nhà. Đến khi tỉnh dậy trên xe cứu thương đến bệnh viện, bà mới biết để yêu cầu người ta cấp cứu ông. Một xe khác được điều tới chung cư Vian Heaven, nhưng khi chạy ra khỏi căn hộ, bà đã hoảng loạn vứt chìa khóa chỗ nào không biết mà lại dập cửa lại. Trung cư cao cấp không có chìa khóa dự bị nên người ta phải gọi đủ thành phần công an. Tổ dân phố mới dám phá cửa. Ông đã nằm đấy ba tiếng đồng hồ rồi. Không được cấp cứu kịp thời nên chỉ còn thoi thóp. Khu vực thiên đường chật trội quá. Rất nhiều xe cộ. Nên tắt đường đến hơn một tiếng sau. Không đến được bệnh viện. Ông Sương đành lòng phụ lòng vợ. Tắt thở trên xe cấp cứu trước toàn người lạ quái oăm là bà và ông lại được đưa đến hai bệnh viện khác nhau, cách đến 20 km. Sao mà xứ thiên đường lắm bệnh viện thế? Không có đầu mối nào, chẳng có người nhà nào nên họ là người thiên đường, hoàn toàn cô đơn khỏi hạ giới. Mãi ba tiếng sau người ta mới dò tìm theo đầu mối ban quản lý chung cư Rian Heaven để kết nối được với anh Sắc, là chủ nhân căn hộ 1208 ở tầng 12 cầu thang 6 block 5, Lô V Đám tang ông được tổ chức ở nhà tang lễ cao cấp ở Hà Nội sau khi hỏa táng, đưa cho cốt lên chùa. Thiên hạ đồn anh sắc chúng đậm vụ tang bố. Số tiền viếng cụ đến gần 2 tỷ đồng. Cũng may, bà nghi chưa chết ngay nên sẽ có dịp làm một đám tang nữa. Lại chúng, ngay việc sắc không đưa bố về quê cũng đặc biệt nghe nói đưa cho cốt lên chùa khiến ông sẽ nhanh chóng hóa kiếp lên thiên đường thật. Mãi lúc này một người họ hàng lên đưa tang ông mới nói bóng gió. Bà Sương giờ sướng, về quê là được ở khu nghỉ dưỡng. Bà đâu biết cái gì sọt sọt là gì. Gạn hỏi mãi người ta mới nói để bà biết 3.500 mét vuông đất nhà bà đã được anh sắc góp vào cùng một công ty để mở nhà nghỉ dưỡng cao cấp chứ có liên quan gì đến việc chính quyền thu hồi đất để làm đường đâu bà ớ ra ờ thế là tôi không còn đất đai nhà cửa gì à biết làm sao chẳng ai trả lời cho bà được bà thẫn thờ lên xe con trai đưa về trung cư cao cấp thiên đường có thật trên mặt đất ở đó sẽ lập một bàn thờ nhỏ đặt di ảnh ông sương có lẽ ông sung sướng lắm vì có bà hương khói hàng ngày một năm sau Quá buồn phiền, bà Nghi nhịn ăn mấy ngày, rồi một sáng, ông bảo vệ phát hiện bà đã chết vì rơi từ cửa sổ tầng 12. Lần này, tang bà Nghi còn hoành tráng hơn đám tang ông nữa. Dân chung cư đồn anh sắc thu được gần 3 tỷ đồng tiền phúng viếng. Ở thiên đường có khác, mà cũng đắt giá hơn nhà quê. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ngôi nhà bên chân núi, tác giả Thanh Hoa. Ngôi nhà nhỏ nằm ở chân núi Hai Du là nhà của ông bà Hát Sơn. Đó là ngôi nhà tường gạch lập ngói duy nhất trong số những căn nhà gỗ mái tranh của làng. Trên bốn bức tường màu trắng có rất nhiều những dây leo có hoa màu tím li ti. Trên mái ngói đen tuyển nhô lên một ống khói trắng. Vẫn nhà khói đều đều mỗi khi mùa đông đến Trước nhà có một cái cổng vòm bằng gỗ Nối liền với dãy hàng rào thưa Gia đình Hát Sơn dọn đến đã được 5 năm Và họ vẫn luôn sống trong căn nhà xinh xắn đó Nhớ lúc họ mới đến Cả làng được dịp xôn xao một chập Bình minh hôm đó Mọi người thức giấc sớm hơn thường lệ Vì một loạt những tiếng ồn ào rất lớn Cửa sổ mở ra những gương mặt đàn ông đàn bà còn ngái ngủ tò mò nhìn ra bên ngoài những người ở đối diện nhau hỏi thăm xem trận huyên náo đến từ đâu thì ra là có một gia đình người ngoại quốc sắp chuyển đến sống cùng với họ trong làng và tiếng ồn xuất phát từ những chiếc xe cơ giới to đang chở vật liệu xây nhà thảo nào mà mấy hôm trước có vài người làm trong cơ quan nhà nước đi cùng hai người da trắng đến quan sát khoảnh rừng cây sát rìa làng xem ra họ đã mua mảnh đất đó và đang chuẩn bị xây lên một ngôi nhà điều khiến mọi người khó hiểu là vì sao lại có người muốn xây nhà ở chân núi lại là nhà tường lợp ngói nó hoàn toàn không phù hợp với khí chất cổ kính của ngôi làng trong làng có rất nhiều những ngôi nhà còn trống sau khi người chủ cuối cùng qua đời hoặc con cháu họ rời đi đến khu thành thị sầm uất họ có thể mua một trong số những ngôi nhà cổ đó và dọn vào sinh sống hoặc xây một ngôi nhà gỗ từ chính những cái cây mà họ đốn xuống vậy mà họ lại đi xây một ngôi nhà tường lợp ngói đường vào làng phải đi qua một cây cầu dây văng nhỏ hẹp bằng ván mà tuổi thọ đã lên đến con số hàng chục nhân công phải chất từng nhúm vật liệu lên những chiếc xe rùa để đẩy vào trong làng mọi người nhìn nhau tự hỏi ai lại làm chuyện phí sức như thế trong suốt thời gian xây nhà chẳng ai thấy bóng dáng của người chủ nhà chỉ có người chủ thầu và những công nhân của mình miệt mài chuyển vật liệu và từng chút một dựng lên một ngôi nhà xinh xắn kiểu ngoại ô phương tây ngôi nhà tường trắng mái đen đối chọi mạnh mẽ với rừng cây xanh ngát xung quanh và dĩ nhiên nó không giống chút nào với ngôi làng bên dưới mà gia đình hát sơn cũng không hoàn toàn thuộc về ngôi làng Ông Hát Sơn là một người đàn ông cao, to, tóc màu vàng rơm, sống mũi cao và cặp mắt xanh biếc như nền trời. Còn vợ ông thì nhỏ nhắn, tóc nâu và mắt đen tuyền. Dù đã ngoài năm mươi, nhưng ông bà Hát Sơn vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Họ đến mang theo một điều mới lạ cho ngôi làng đậm chất truyền thống, nơi được đưa tên vào danh sách những ngôi làng cổ được chính phủ bảo tồn. Và vì ngôi nhà tường lợp ngói của họ được ngăn cách với làng bằng một hàng cây rậm rạp, nên sự khác biệt hiện đại của nó không phá hỏng nét mộc mạc của những ngôi nhà còn lại. Ông bà Sơn rất ít giao thiệp với người trong làng, chỉ sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ của họ. Hàng ngày người ta chỉ thấy bà Sơn xuống ngôi chợ trong làng một lần vào lúc sáng sớm, khi mà những người bán hàng còn chưa bày biện hết hàng hóa của mình. Bà nhanh chóng mua một ít thực phẩm thêm một vài món nhu yếu phẩm khác rồi vội vã trở về. Bà không ghé đây đó xem hàng cũng không trò chuyện gì với ai ngoài những câu chào hỏi ngắn gọn. Ngay từ đầu đã thế và sau năm năm sống ở đây, họ vẫn xa cách như vậy. Sự tịch mịch của họ làm dấy lên rất nhiều những lời đồn thổi mà lời đồn sau càng quái dị hơn lời đồn trước. Ngày đầu tiên chuyển về sống, họ đến trên một chiếc xe tải nhỏ còn đẩy theo một chiếc xe đẩy có thùng gỗ to nắp được đậy kín mọi người đứng dọc theo hai bên con đường chính của làng để chào đón họ nhưng đổi lại họ chỉ cúi đầu và bước thật nhanh sáng hôm sau vài người trong làng rủ nhau mang những món thổ sản địa phương đến gõ cửa nhà họ cánh cửa gỗ nhỏ hé ra một khoảng hẹp gương mặt mệt mỏi của bà hát sơn hiện ra bà chào hỏi mấy câu bằng thứ tiếng địa phương lơ lớ rồi lại đóng chặt cửa bà không mời họ vào nhà cũng không nhận một giỏ quà nào ban đầu người ta cho rằng vì họ còn lạ lẫm với nơi ở mới và vì ngôn ngữ bất đồng nên mới thu mình như thế nhưng sau vài tháng ông bà hát sơn vẫn giữ khoảng cách với tất cả những người trong làng những lời bản gia tán vào nổi lên xì xào giữa những người nhàn rỗi trong lúc nghỉ trưa trên đồng rằng thì là hai ông bà đó quá khinh người ỷ vào việc mình đến từ nơi hiện đại đời sống xa hoa mà xem thường cuộc sống dân dã trốn làng quê cũng có người thân thiện hơn cho rằng họ đơn giản là những người sống khép kín hoặc đã chán ngán không khí ồn ào nơi phố thị nên mới có việc chọn đến sống ở nơi chim chóc còn đông hơn con người này lại cũng có người với trí tưởng tượng khá phong phú khẳng định hai kẻ kia chính là những tên tội phạm đã phạm tội tày trời nào đó rồi lần trốn đến đây và không dám ra ngoài vì sợ bị nhận diện. Cả đám cũng không quên chú ý đến cái thùng gỗ được đậy kín mà họ mang theo. Nay được giấu ở đâu không ai biết. Và cái bí mật trong đó, dù là bí mật gì, cũng đã bị mạng đi khuất tầm mắt họ. Cuộc sống ở làng vẫn bình dị trôi qua mặc cho sự hiện diện của hai con người xa lạ. Đến một ngày nọ, chính xác là một đêm nọ những người sống trong những ngôi nhà gần sát với hàng cây ngăn cách bị đánh thức đột ngột bởi một tiếng thét vàng dội tiếng thét nghe như tiếng rít gạo của một con thú bị thương lẫn trong âm thanh khàn đục là sự đau đớn thấu tâm can chẳng mấy chốc sự tĩnh lặng của màn đêm bị xé toạc khi tiếng thét vẫn kéo dài suốt vài phút lúc này tất cả các căn nhà trong làng đều sáng đèn mọi người đưa mắt nhìn nhau hoang mang và lo lắng rồi tiếng thép bỗng nhiên ngưng bặt đột ngột như khi nó bắt đầu liền sau đó là những tiếng thình thịch nghe như tiếng người đang vật lộn vài thanh niên cậy vào sức khỏe và sự gan dạ rủ nhau chạy đến gõ cửa căn nhà nhỏ trong tay cầm theo đủ loại cuốc sẻng họ nện nắm tay chắc nịch lên tấm ván cửa dòng tai lắng nghe tiếng động phía trong nhà Tiếng ông hắt sơn thở dốc xen lẫn trong tiếng động rầm rầm của thứ gì đó nặng nề đang động xuống nền nhà. Bà Hát sơn thì đang khóc thút thít. Bà vừa khóc vừa nói gì đó. Nhưng tiếng nói của bà nghẹn ngào và lạc lõng Ngay lúc cả bọn quyết định phá cửa sông vào thì cánh cửa cạch một tiếng. Mở ra. Gương mặt đầm đìa máu của ông hắt sơn xuất hiện. Ai nấy đều phải hít vào một hơi thật sâu. Kinh hoàng tự hỏi ai hay cái gì đã gây ra những vết thương khủng khiếp này. Những vết cắt dài trông như vết cào của móng vuốt gần như xé nát khuôn mặt ông. Máu nhỏ thành dòng xuống cằm khi ông hắt sơn dương đôi mắt lo sợ và mệt mỏi nhìn đám người ở ngưỡng cửa. Ông hắt sơn, chuyện gì đã xảy ra? Một người hỏi. Không có gì. Ông hắt sơn lắc đầu, đưa tay chặn lại một người đang ngóng cổ nhìn vào trong mọi người trở về đi nhưng những vết thương này và những tiếng động tôi bị trượt chân mà thôi rồi không đợi bọn họ phản đối thêm lần nào nữa cánh cửa một lần nữa đóng sầm vào mặt họ sự yên lặng đến điếc tai một lần nữa được khôi phục đám thanh niên nhìn nhau nhìn thấy sự nghi ngờ của bản thân phản chiếu trong ánh mắt của những người đi cùng buổi sáng kế tiếp cả làng nổ tung vì một thông tin vô cùng mới mẻ và giật gân ngôi nhà đó ngôi nhà tường lập ngói đỏ bên trong đó ẩn chứa một bí mật khủng khiếp trong quán rượu duy nhất của làng mọi người vây quanh những người đã tận mắt chứng kiến sự việc chấn động kia nhao nhao chờ nghe chuyện lạ cuối cùng sự tò mò của người dân trong làng cũng đã được thỏa mãn khi họ được biết thứ gì được giấu bên trong chiếc thùng gỗ đậy kín nắp kia mãnh thú họ nuôi mãnh thú sao một người trung niên hỏi dồn đúng vậy tôi đã thấy những vết cào gương mặt ông ta gần như tan nát một thanh niên tóc xoăn mở to mắt kích động nói và những tiếng động tiếng thở dốc một người khác tiếp lời và cái cách mà ông ta nói một người khác đứng lên khỏi ghế nhại lại giọng nói của ông hát sơn đêm trước tôi chỉ bị trượt chân thôi có quỷ mới tin ông ta trượt chân vào tấm ván đầy đinh nhọn sao một người bĩu môi một cái cả đám còn lại đồng loạt gật đầu một cô gái có bím tóc thật dày ngồi ở quầy nốc ực một cốc rượu nóng cô nói bằng cái giọng khó tin và khó chịu nhất thật kinh khủng sao họ có thể làm như thế nuôi một con mãnh thú trong nhà trong suốt năm năm đúng vậy. Thật kinh khủng. Một con mãnh thú cơ đấy. Những năm năm, những kẻ dối hơi lại nhao nhao bàn tán. Với họ mà nói thì cái tin có người nuôi mãnh thú trong nhà, dù ngôi nhà đó không thuộc phạm vi của làng. Và dù rằng năm năm nay họ chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, cũng là một điều quá sốc và quá khủng khiếp con mãnh thú kia sẽ đe dọa đến tính mạng và sự bình yên của làng họ. Đó là điều mà không một ai có thể chấp nhận. Những bô lão trong làng được mời đến, sự sáng suốt và thông tuệ của họ được trưng dụng trong việc đưa ra quyết định cho sự việc trọng đại này. Người trẻ nhất trong số những người đã đến ngôi nhà dưới chân núi Vỗ Bàn một cái, nói: "Hãy bảo họ giết chết nó đi. Nó là một hiểm họa cho làng ta." đúng vậy. Nó không thể ở đây. Nó quá nguy hiểm. Những người đã tận mắt nhìn thấy những vết thương đẫm máu của ông Hát Sơn đều ủng hộ ý kiến của anh. Đơn giản mà nói đó chính là một con quái vật. Sự tồn tại của nó là một điều cấm kỵ. Một người có mái tóc hoa dâm, vừa vuốt tròn râu ngắn ngùn ở cằm vừa nói. Tốt nhất là hãy bảo họ dọn đi khỏi nơi này. Ngay từ đầu họ vốn không nên có mặt ở đây chúng ta không có quyền bảo họ rời khỏi đây một trong số các bô lão nói bằng giọng giả nua nhưng còn con mãnh thú đó rõ ràng họ đã không thể kiềm chế được nó ai biết được lần tới nó sẽ tấn công ai những người có mặt lại một lần nữa nhất trí họ đồng lòng tất cả vì mục đích chung là sự bình yên của làng hay là chúng ta báo với cảnh sát và sở quản lý động vật hoang dã để họ đến mang nó đi một người trẻ tuổi đánh bạo đưa ra ý kiến và ngay lập tức nhận được rất nhiều cái lắc đầu không đồng tình và những ánh mắt khó chịu. Phải giết nó. Đuổi họ đi. Họ quá nguy hiểm. Họ và con thú của họ. Mãi cho đến khi vị bô lão lớn tuổi nhất lên tiếng thì âm thanh nghị luận ồn ào của mọi người mới lắng dịu. Chúng ta sẽ đến nói chuyện với họ yêu cầu họ loại bỏ con thú đó nếu họ không chịu thì sao vẫn có người hoài nghi hiệu quả của phương pháp thỏa hiệp vị bô lão đứng lên khỏi chiếc ghế của mình vẻ mặt kiên quyết nói đến lúc đó chúng ta sẽ nhờ cảnh sát can thiệp sao phải rắc rối như vậy cứ giết quách nó đi là xong giọng một thanh niên cất lên nghe đầy vẻ bất mãn im lặng trưởng làng lên tiếng các bô lão đã quyết định như vậy chúng ta hãy làm theo bây giờ ông đưa mắt nhìn lướt qua những gương mặt bên dưới ai sẽ đi đến đó nói chuyện với họ anh hãy mang theo vài người trầm tĩnh biết nói chuyện đến đó thuyết phục họ các vị bô lão lên tiếng trưởng làng chọn ra một số người đứng tuổi được nhiều người kính trọng cùng nhau đi đến ngôi nhà dưới chân núi Hôm sau, trời vừa tờ mở sáng. Khi phiên chợ sớm còn chưa bắt đầu và bà Hát Sơn còn chưa ra khỏi cửa, ông trưởng làng và những người khác kéo nhau đến trước nhà của bà. Ông trưởng làng tiến đến gõ cửa, và sau tiếng gõ thứ 10, cánh cửa nhẹ mở ra. Như thường lệ, bà Hát Sơn ra mở cửa với đôi mắt thâm quầng. Hôm nay trên trán bà có thêm một tầng băng gạc, vẫn còn thấy rõ vài giọt máu li ti ông trưởng làng ái ngại nhìn bà tự hỏi sao hai người họ phải làm thế này với bản thân chúng tôi muốn nói chuyện với ông bà ông nhẹ nhàng nói bà hát sơn mệt mỏi thở dài về chuyện gì chúng tôi có thể vào nhà không không được bà hát sơn đột nhiên la to rồi lại tự bịt miệng mình ánh mắt kinh hãi nhìn vào trong nhà thưa bà giọng ông trưởng làng vẫn rất điềm đạm tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc với nhau về chuyện tối hôm qua bà hát sơn vẫn giữ vẻ căng thẳng thanh âm bà nhỏ hơn nhưng cũng gấp gáp hơn chẳng có chuyện gì cả chúng ta không có gì để nói với nhau các vị mau về đi không được một người đi theo trong nhóm lên tiếng nếu bà không cho chúng tôi vào thì hãy ra ngoài nói chuyện với chúng tôi một người khác lại hỏi chồng bà đâu hãy gọi ông ta ra đây nói chuyện chồng tôi đã ngủ rồi ông trưởng làng nói vậy bà hãy ra đây nói chuyện với chúng tôi bà hát sơn lại thở dài đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào phía trong nhà một lần nữa trước khi bước ra và khép lại cánh cửa sau lưng trước khi ông trưởng làng hay bất kỳ ai kịp lên tiếng bà đã nhanh chóng nói chẳng có chuyện gì xảy ra cả các vị hãy mau về đi và đừng đến đây nữa nhìn vẻ mặt dân làng cũng có thể thấy họ không chấp nhận được câu trả lời của bà hát sơn một người nói rõ ràng có chuyện gì đó đang xảy ra trong ngôi nhà này đêm qua chúng tôi nghe những tiếng gào thét và chồng bà thì bị những vết thương như vết cào đầy mặt ông ta liếc mắt nhìn vết thương chỉ được xử lý qua loa trên trán bà hát sơn và cả bà nữa đừng nói là không có chuyện gì xảy ra bởi vì chúng tôi sẽ không tin đâu đúng vậy một người khác tiếp lời trong nhà ông bà có thứ gì đó rất nguy hiểm và chúng tôi yêu cầu được biết sự thật bà hát sơn trợn trừng mắt nhìn đám người trước mặt ánh mắt đầy sợ sệt như thể bà bị bắt quả tang vừa làm điều gì đáng xấu hổ có phải ông bà đang nuôi một con mãnh thú hay không Ông trưởng làng hỏi. Không phải. Bà Hát Sơn lắc đầu nguầy nguậy. Một người lớn tiếng hỏi. Vậy cái gì đã gây ra những vết thương cho chồng bà? Ông ấy bị trượt chân. Người phụ nữ đáng thương lắp bắp trả lời. Sau lưng ông trưởng làng, một người đàn ông mái tóc sơ cứng cười lạnh một tiếng. Đôi chân mày rậm rì của ông nhíu lại nhìn bà Hát Sơn. Ông nói nực cười. Bà tưởng chúng tôi là lũ ngốc sao? Rõ ràng những vết thương đó là do móng vuốt động vật gây ra. Những người khác gật đầu đồng tình. Chỉ liếc mắt thôi cũng có thể thấy ông Hudson đã bị một con thú dữ tấn công một cách tàn bạo. Một người tóc xám trắng nói. Con quái vật đó đã khiến ông bà bị thương như vậy mà ông bà còn bao che cho nó. Nó không phải là quái vật bà Sơn kích động hét lên. thấy không, người đàn ông tóc xám nói tiếp, xoay lại nhìn những người khác với vẻ mặt tôi đã nói mà trong nhà họ đúng là có nuôi thứ gì đó và dù nó là thứ gì thì nó cũng không nên có mặt ở đây. nó sẽ mang đến nguy hiểm cho làng chúng ta. cả bọn nhao nhao đồng ý, ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. sau một lúc rằng co Ông trưởng làng lên tiếng, tuy lời nói vẫn hòa nhã như trước nhưng giọng ông đã trở nên cứng rắn. "Thưa bà, chúng tôi có lý do để tin rằng thứ bên trong nhà ông bà là một mối đe dọa với chúng tôi và rõ ràng nó cũng là hiểm họa cho ông bà. Vì vậy tôi đề nghị bà hãy nói rõ để hai bên có thể thương lượng cách giải quyết." Hai hàng chân mày thanh tú của bà Hudson cau lại, vẻ mặt bà vô cùng khổ sở bà vặn vẹo hai bàn tay vào nhau giọng khẩn thiết nói với dân làng xin mọi người chúng tôi có thể giải quyết được việc này đêm qua đêm qua chỉ là một sự cố nhỏ mà thôi một ông cười khẩy vẻ mặt nhìn bà rất không tín nhiệm có thể thấy đêm qua ông bà đã không kiểm soát được nó ai biết được lúc nào nó sẽ sổng ra và chạy xuống làng đề nghị ông bà hãy giải quyết nó đi Giết nó đi! Giết nó đi! Những người có mặt đồng thanh hô lên. Bà Hát Sơn cuống quyết xua tay, bảo mọi người hãy bình tĩnh. Ngay lúc đó, một tiếng động thật lớn phát ra từ ngôi nhà sau lưng bà. Mặt bà Hát Sơn tím tái đi vì lo sợ, mà những người khác cũng nhìn nhau đầy căng thẳng. Nó lại sắp sổng ra rồi. Một người trong đám la to. Một tiếng giống khác vang lên lần này là giọng của ông hát sơn nghe như ông đang bị đau đớn kinh khủng ôi không bà hát sơn bật khóc nức nở cho chúng tôi vào ai đó nói to bà hát sơn lắc đầu liên tục trông bà đang cực kỳ khốn khổ và khiếp sợ nó đang tấn công ông ấy ông trưởng làng nói hãy để chúng tôi vào giúp nhưng bà hát sơn vẫn từ chối mở cửa bà tựa người sát vào cánh cửa kiên quyết không cho ai đi qua nó đã được nhốt lại rồi bà nói nước mắt lăn tròn trên đôi má nhợt nhạt nó sẽ không tấn công ai cả tôi xin các người hãy trở về đi không được những người khác hét lên hôm nay chúng tôi phải làm rõ xem nó là cái gì nếu bà không mở cửa chúng tôi buộc phải gọi cho cảnh sát bà hát sơn gần như đổ gục xuống bậc cửa mà cầu xin dân làng các người đừng nói lớn tiếng đừng kích thích nó thêm nữa trong lúc mọi người còn đang lúng túng thì người đàn ông tóc xám đi đến ông ta nắm lấy cánh tay bà hát sơn kéo mạnh bà ra khỏi chỗ bà đang gục xuống trước sự bàng hoàng của bà hát sơn và sự bất ngờ không kịp phản ứng của những người khác ông ta xoay nắm đấm giật cánh cửa mở ra rồi lao vào hành làng cả đám dân làng nhìn nhau rồi họ quyết định theo ông ta đi vào bên trong ngôi nhà mà họ vẫn luôn muốn đặt chân vào mặc cho sự van xin của bà chủ nhà khi đã vào đến trong nhà người tóc xám xoay ngang xoay dọc cố tìm nơi phát ra cái âm thanh gầm gừ đáng sợ kia ông ta chạy dọc theo hành làng chạy qua nhiều cánh cửa và nhiều căn phòng cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt đang hé mở phía bên kia cánh cửa tiếng rít gào như của một con thú bị thương chốc chốc lại phát ra đang lúc ông ta nhón chân định nhòm qua khe cửa thì cánh cửa mở ra ông hát sơn đầu bù tóc rối đi ra cả gương mặt ông gần như bị bịt kín trong lớp băng gạc trắng ông hát sơn trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt rồi ông đột nhiên xông tới tóm lấy cổ áo người kia ghé đến rít vào mặt ông ta tại sao ông lại ở đây ai cho phép ông vào đây đi ra ngoài bên trong căn phòng sau lưng ông tiếng dây xích sắt vang lên loèn xoèn sen lẫn tiếng thở nặng nhọc và tiếng gầm nho nhỏ với hình thể to khỏe người nọ dễ dàng gỡ nắm tay ông hát sơn ra và đẩy ông sang một bên cũng không nói tiếng nào ông ta nhìn vào bên trong căn phòng muốn xem đến tột cùng thì nó cất giấu bí mật gì khi bí mật bên trong căn phòng dương mắt nhìn lại ông. Những người khác theo vào sau, còn đang đứng lóng ngóng ở hành lang không biết nên làm gì thì nghe một tiếng thét chói tai. Tất cả đều cảm thấy tứ chi rụng rời, là tiếng thét của người vào trước họ. Sau tiếng thét là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn gõ trên nền gỗ. Người nọ xuất hiện sau một góc hành làng, hai mắt trợn trừng, mặt cắt không còn giọt máu ông ta lao ra với tốc độ điện xẹt, không dừng lại để gặp những người kia mà phóng thẳng ra khỏi cánh cửa trước đang mở rộng. Mọi người nghe thấy, trong cơn hoảng loạn, ông ta vừa chạy vừa gào, quái thú. Ông trưởng làng và các bô lão đang có mặt trong nhà người đàn ông nọ, những người khác thì tụ tập bên ngoài, dòng tai lên nghe ngóng. Sau khi ra khỏi nhà Hát sơn, ông ta chạy như bay về nhà mở tung cửa phòng ngủ và lao lên giường. Khi mọi người đến, ông ta vẫn còn quấn chăn và run lập cập. Mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy lông và móng vuốt, những móng vuốt dài nhễu đầy máu tươi. Mọi người chấn an ông ta. Một lúc lâu sau ông ta mới thôi nhìn chừng chừng bức tường đối diện mà cất giọng thì thào. Nó là một con quái thú, một thứ nửa người nửa thú dữ anh chắc mình nhìn thấy đúng chứ ông trưởng làng hỏi ông ta gật đầu tôi đã thấy nó họ xích nó bằng những sợi dây xích thật to ở hai tay và hai chân những người khác trong phòng trao đổi những tia nhìn kinh sợ vì sao họ lại nuôi một thứ đáng sợ như thế trong nhà một bô lão thắc mắc một người khác lại cảm thấy khó hiểu tại sao suốt năm năm nay chúng ta không nghe một tiếng động nào đó không phải là vấn đề đáng quan tâm bô lão lớn tuổi nhất nói điều chúng ta cần làm bây giờ là báo cảnh sát để họ đến và đưa con vật đó ra khỏi đây hội bô lão nhất trí với nhau là họ cần đến sự can thiệp của cảnh sát và một thanh niên trong đám người nhiều chuyện bên ngoài được cử đi thông báo đối với dân làng canwa mà nói Đêm đó là một đêm dài nhất và căng thẳng nhất. Trong đỉnh giữa làng, các vị bô lão ngồi trong những chiếc ghế dựa, vẻ mặt trầm ngâm. Phụ nữ và trẻ em được bảo ở lại trong nhà, khóa chặt cửa chính và cửa sổ. Những người đàn ông và thanh niên thì đứng đầy xung quanh đỉnh, trong tay cầm gậy gộc, cuốc, sẻng, hồi hộp chờ đợi. Những ngọn đuốc lớn được thắp lên, đêm nay cả làng không ngủ ai cũng mở chừng mắt nhìn về phía trước không khí xung quanh đặc quánh một nỗi lo âu gần như sờ thấy được tưởng chừng như chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ chọc thủng cái không gian bị ép chặt này và khiến cơn ác mộng tràn vào chính lúc thần kinh mọi người căng như dây đàn họ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhưng gấp gáp vọng lại từ phía chân núi lát sau dáng người nhỏ nhắn của bà hát sơn hiện ra trong vùng chiếu sáng của những ngọn đuốc chỉ nhìn lướt qua cũng có thể thấy người phụ nữ mỏng manh này đã phải trải qua nhiều đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Hai mắt bà thâm đen, môi nhợt nhạt, và cổ tay mảnh khảnh của bà trông lại càng gầy yếu hơn bao giờ hết. Bà Hát Sơn dừng lại trước bậc tam cấp bước vào đỉnh, và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hai chân bà khụy xuống nền đất cứng. Bà quỳ ở đó, những giọt nước mắt tròn trĩnh cứ lặng lẽ lăn ra từ hai hốc mắt đỏ hoe. Ông trưởng làng bước đến định nâng bà dậy, nhưng bà lắc đầu. Bà đưa mắt nhìn những bô lão ngồi khuất dưới mái hiên đình, giọng nghẹn ngào nói với họ: "Xin các vị hãy dừng lại. Xin đừng làm điều này. Xin hãy tha cho nó." Vị bô lão ngồi ở giữa đứng dậy khỏi ghế, chống cây gậy gỗ bước xuống bậc thang đến trước mặt bà Hát Sơn ông cất giọng khàn khàn. Hãy cho chúng tôi một lý do để tha cho nó. Bà Hát Sơn ngẩng phát dậy, hai mắt bà mở lớn nhìn người trước mặt. Sau vài phút im lặng nhìn nhau, bà Hát Sơn quẹt nước mắt trên má, nói với vị bô lão. Chúng tôi sẽ mang nó rời khỏi đây, và sẽ không bao giờ quay lại. Vị bô lão lắc đầu, thở ra một hơi giả nua và mệt mỏi ông nói với người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình. Đó không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nghĩ mà xem, nếu bà mang nó đến một nơi khác, chẳng khác nào mang cái mầm tai họa này đi gieo cho những người khác. Chỉ là đối tượng khác nhau mà thôi. Kết quả vẫn chỉ có một. Đôi vai yếu ớt của bà Hát Sơn rũ xuống, và bà khóc nấc lên. Tiếng khóc đau đớn và da diết xoáy vào tai những người đang có mặt khiến họ cảm thấy thật xót xa lúc này một vị bộ lão khác đứng dậy đi đến mép bậc thang nhìn bà hát sơn với ánh mắt hiếu kỳ rốt cuộc thì nó là cái gì ông hỏi ngay lúc đó tất cả nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa bà hát sơn ngước lên nhìn về nơi đầu làng vẻ mặt ngỡ ngàng những người đứng xung quanh cũng kích động vài người không giấu được tiếng thở dài nhẹ nhõm bà hát sơn nhào đến bên chân vị bô lão túm lấy áo ông mà khẩn xin xin đừng làm như vậy xin đừng để họ bắt nó đi đừng để họ bắt con tôi lời của bà vừa dứt xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ không một ai lên tiếng cũng không có người nào dám hít thở chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc và tiếng còi hụ xa xa những người có mặt cùng trải qua một loạt những cảm xúc cực kỳ khó chịu. Họ kinh ngạc khi biết kẻ đáng sợ mà ông bà Hát Sơn một mực che giấu lại chính là con của họ. Đồng thời họ cảm thấy thương tiếc thay cho ông bà, và cũng không khỏi hoang mang vì thông tin như xét đánh này. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, không ai biết phải làm sao hay phải nói gì trong tình cảnh này. Tin tức về con quái thú vẫn còn mới nguyên trong đầu họ và bỗng nhiên họ hiểu được. Vì sao ông bà Hát Sơn phải từ bỏ cõi phồn hoa về sống ẩn giật ở chốn này? Vì sao họ không giao thiệp với ai và cũng không mời người nào vào nhà làm khách trong suốt 5 năm? Lý do hai vợ chồng họ luôn xuất hiện với vẻ mệt mỏi và e rẻ. Bà Hát Sơn vẫn van nài trong lúc mọi người bận tiêu hóa cái tin tức khủng khiếp vừa được ném tới. Từ phía đầu làng vọng lại tiếng bước chân của nhiều người, ánh đèn pin lấp lóa trên con đường gồ ghề. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên của làng chạy đến trước đỉnh. Theo sau là hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục. Phía sau họ còn có hai người đàn ông cầm thứ dụng cụ như cần câu cá. Nhìn qua trang phục có vẻ là nhân viên trạm kiểm soát động vật. Và vật mà họ mang theo trông giống như dụng cụ trích điện mà những người huấn luyện thú thường dùng trong các chương trình tạp kỹ trên TV vừa nhìn thấy những người mới đến bà hát sơn liền lao đến túm lấy một viên cảnh sát những lời cầu xin của bà là những lời lẽ đáng thương nhất làm sao động ngay cả tâm hồn cứng cỏi nhất tưởng chừng như nếu có thể thì máu cũng sẽ chảy ra nơi khóe mắt bà vị cảnh sát trông bối rối thấy rõ trước cơn xúc động của bà nhưng những tiếng an ủi của anh cũng chỉ là những âm thanh sáo rỗng trước sự thương tâm đến cực độ của người mẹ ngay cái lúc mà mọi thứ đang rối bời thì một tiếng giống điếc tai vang lên cắt ngang mọi cảm xúc hỗn độn đang nảy sinh trong lòng mọi người tất cả cùng xoay nhìn về phía chân núi nơi ngôi nhà tường trắng đang sáng đèn ngay lập tức mọi người lại bị đẩy vào trạng thái căng thẳng tột độ mọi giác quan đều căng lên đầy cảnh giác khi mọi người đang nín thở chờ đợi thì từ phía ngôi nhà của ông bà hát sơn lại vang lên những tiếng động rầm rầm tiếng bước chân thình thịch và tiếng ông hát sơn đang gào to. Mọi người đồng loạt giơ lên vũ khí trong tay. Hai viên cảnh sát cũng rút súng ra. Và dụng cụ trong tay hai nhân viên nọ cũng trong trạng thái sẵn sàng. Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Đang hướng về nơi mọi người tụ tập. Chỉ giây lát sau, một bóng người cao, to, thô kịch xuất hiện thấp thoáng khi ánh trăng dọi qua kẽ hở những tán cây kẻ lạ mặt mang đến một cảm giác hoang dã và cực kỳ nguy hiểm, khiến ai nấy đều bất giác dùng mình. Thời gian như ngừng lại khi kẻ kia chạy ra khỏi tầm che phủ của những cành cây và xuất hiện trong vùng được soi sáng bằng những ngọn đuốc trong tay dân làng. Người dân làng can qua nhìn thấy đó là một kẻ khắp người đầy lông đen thô cứng, đôi tay gân guốc với những móng tay dài, cong như móng dã thú tóc đen rối nùi và đôi mắt đầy những đường gân máu. Con quái vật nửa người nửa thú nhìn chằm chằm những người trước mắt, khóe miệng cong lên để lộ ra hàm răng ố vàng. Một khắc im lặng trôi qua rồi không gian nổ tung vì những tiếng la hét. Những người phụ nữ và những đứa trẻ đã lén hé cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc này đang thét đến khản giọng vì kinh sợ. Tiếng động này thu hút sự chú ý của con quái vật nó nghiêng đầu nhìn vào một ô cửa sổ. Từ sau lưng nó, ông Hát Sơn vừa chờ tới. Một bên tay của ông bị thương, máu đang chảy thành dòng xuống cánh tay. Trong một tích tắc con quái vật bị phân tâm, hai nhân viên kiểm soát động vật vung lên dụng cụ trong tay, hướng về thân người nó. Bà Hát Sơn hét lên một tiếng kinh thiên động địa và con quái nhảy phát sang một bên dụng cụ trong tay hai người nọ đâm hụt vào khoảng không khiến họ bị lảo đảo và nhanh như cắt con quái vật nhảy trồm lên vồ lấy một người cả thân hình đồ sộ của nó rơi xuống đầu người nọ để anh ta nằm lăn ra đất chỉ có thể dãy giụa chứ không gượng dậy được hai viên cảnh sát cùng móc súng ra hướng về phía con quái vật nhưng một người đã bị bà hát sơn chụp lại cánh tay tiếng động ồn ào khiến con quái vật ngẩng đầu lên trong đôi mắt đỏ ngầu của nó ánh lên sát khí nồng đượm bà hát sơn lao đến phía trước hai chân bà cuốn vào nhau vấp váp bà đứng chắn trước đứa con của mình vẻ mặt khủng hoảng nhìn mọi người lúc này ông hát sơn cũng ôm cánh tay chảy máu ròng ròng lao đến bên cạnh vợ mình người nhân viên còn lại gượng lại được sau cú đâm hụt anh xoay người và đâm dụng cụ trích điện trong tay vào lưng con quái vật trong nỗ lực giải cứu đồng nghiệp của mình. Con quái vật giống lên một tiếng thảm thiết và toàn thân co giật. Ông bà Hát Sơn cũng bật khóc nức nở cùng đứa con mình. Trông họ chênh vệnh như những người chỉ còn bám víu ở bờ vực sự sống bằng một hơi thở. Sau cú giật điện cực mạnh có thể làm bất tỉnh một con gấu, con quái vật kia vặn vẹo cả người, phát ra tiếng ư ử như tiếng rên của một con cún con. Nó bỏ xuống khỏi người nhân viên kia và bỏ chạy, bước chân lảo đảo. Những dân làng ban đầu còn vây quanh người nhà Hát Sơn lúc này lập tức tản ra nhường đường cho con quái vật. Khi nó chạy được một quãng ngắn hướng về phía đầu làng, một viên cảnh sát nâng cao họng súng và bóp cò. Hai tiếng súng điếc tai vang lên và thân hình đổ sộ phía trước đổ gục xuống bà hát sơn nấc lên một tiếng và ngất lịm đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy người dân làng canwa đã khôi phục lại nhịp sống thường ngày ánh mặt trời vẫn chiếu lấp lánh trên mặt nước con suối dưới cây cầu văng gió vẫn luồn qua những tán lá cây và chim vẫn hót ríu rít trên những mái nhà cao sáng nay trong quán rượu của làng những người già tụ tập với nhau cùng uống chén rượu nóng để làm ấm người những câu chuyện vãn vô thường vô phạt trôi qua nhẹ nhàng. Từ chuyện hôm qua con dâu nhà này mới sinh con gái đến chuyện ông cụ nhà nọ vừa mừng thọ 80 tuổi. Cuộc sống vẫn vậy, bình dị và êm đềm. Không một ai nhắc tới biến cố xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng trong lòng họ mãi mãi không bao giờ quên. Bảy ngày sau khi nổ súng, hai viên cảnh sát lại đến, mang theo một tập hồ sơ mỏng trưởng làng mời họ vào nhà, rót cho họ hai tách trà nóng và cho mời các bô lão đến. Mọi người yên lặng lắng nghe câu chuyện hai vị cảnh sát thuật lại. Ông bà Hát Sơn vốn là những thương nhân giàu có ở một thành phố lớn. Gia tài của họ nhiều đến mức không mơ thấy nổi. Mỗi người làm chủ nhiều công ty và bất động sản của họ trải dài khắp các miền đất nước. Hai người cưới nhau khi đã qua tuổi 30 và đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng bà hát sơn cũng hạ sinh một đứa bé trai đặt tên là hàn hàn không giống như những đứa trẻ khác khi bé ra đời trên người đã phủ một lớp lông đen cứng như lông thú bé không thể nói và hình thể to bất thường chạy chữa không biết bao nhiêu bác sĩ danh tiếng ông bà hát sơn gần như táng ra bại sản nhưng vẫn không thể trả lại hình hài một con người hoàn chỉnh cho con mình càng lớn han càng trở nên hoang dã có những lúc cậu bé không khác gì một con dã thú họ phải giữ cậu trong nhà và thường xuyên cho cậu dùng thuốc an thần bà Sơn nghỉ việc để có thể kề cận chăm sóc cho con có một ngày người giúp việc đến khi bà Sơn vừa đến tiệm thuốc ở đầu phố những tiếng động ồn ào đã kích thích han và cậu bé đã tấn công người giúp việc nọ sự việc đó được xem xét như một tai nạn không mong muốn và han bị buộc đưa vào bệnh viện tâm thần chuyên biệt chuyện sau đó ai cũng ngầm hiểu bởi vì không một cha mẹ nào có thể rời xa con mình dù cho nó có mang hình hài quỷ dữ họ bán hết cổ phần và bất động sản tìm đến một đất nước xa xôi xây một căn nhà ở một ngôi làng hẻo lánh họ đã giữ cho cậu bé bình yên và ngoan ngoãn suốt năm năm cho đến một đêm một con mèo đã lẻn vào phòng khi ông Hát Sơn mang cơm tối đến cho con trai mình. Chú mèo nhỏ khiếp sợ trước quái vật to lớn và những tiếng kêu của nó đã kích thích cơn cuồng loạn trong người Han. Ông bà Hát Sơn bị thương khi cố ngăn cản cậu chạy ra khỏi nhà. Cái đêm mà cảnh sát và nhân viên kiểm soát động vật được mời đến, có lẽ Han cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên đã bứt xích tháo chạy ra ngoài. Hàn chết khi chưa tròn 16 tuổi. Sau khi an bài nghi thức hỏa táng cho con mình, ông bà Sơn cũng rời khỏi làng Canwa. Không ai biết họ đi đâu, không biết bây giờ họ ở nơi nào và đang sống thế nào. Căn nhà dưới chân núi vẫn nằm im lìm giữa rừng cây xanh ngát, nhưng những bông hoa tím đã phai màu, ống khói trắng không còn nhà khói và cánh cửa chính cũng không bao giờ được mở ra lần nữa. tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mùa lá rụng, chuyện siêu tầm. Lại ngồi dưới gốc mận già, thẫn thờ nhìn xuống mặt sông đang loang loáng màu nắng. Gió chiều từ dưới sông thổi lên, mơn man trên gương mặt của chị, mát rượi. Chị nhớ đến má chị hồi xưa cũng hay ngồi thẫn thờ ngóng ba mình lúc trời chạng vạng, hết ngày này qua ngày khác. Từ khi chị còn là một đứa con nít cho đến khi trở thành một cô gái, ổng vẫn không về. Khi đó, chị phải lòng một anh chàng xóm trên. Chị cứ tưởng là mình sẽ giống như Hoàn Châu Cách Cách, gặp được Vĩnh Kỳ rồi cùng nhau sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Rủi thay, khi biết tin chị có thai hai tháng, Vĩnh Kỳ của chị trốn mất. Chị ôm bụng bầu chịu cơn mưa trổi của má, dấm dứt khóc má không nỡ đánh xuống người con gái đang bầu bì bèn đập cây trồi xuống sàn nhà rồi ôm mặt tức tưởi khóc. Bà nói, con dại kia mang, rồi vừa đỡ vừa kéo chị vào buồng bôi dầu lên mấy lần roi. Chị những tưởng má tha thứ thì lỗi lầm sẽ qua, nào ngờ cuộc đời không tha cho chị. Bữa đó mưa to quá, má chị đi soi ếch về nấu cháo cho chị và đứa con chưa thành hình trong bụng tẩm bổ nhưng mãi không thấy về đến khi chị tìm được thì người bà đã lạnh cứng từ khi nào chị bán đất bán nhà lo đám tang rồi bỏ trốn kế miệng đời thiên hạ một đứa con gái nhà quê không nơi nương tựa lại vác thêm cái bụng bầu đi nát đất biên hòa không xin được việc chị thậm chí ra đứng ngoài bờ kè để đi khách may thay chị gặp được một bà chủ quán nước tốt bụng nhận vào làm bưng bê tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho chị xoay sở rồi ở nơi đó chị gặp được thành má má nhớ tới ông nữa hả tiếng thằng công con chị ngồi xuống kế bên nó lắc lắc mái tóc ướt nhẹp vì mới tắm xong rồi rủ đầu nhìn xuống mặt sông như chị lại không trả lời nó chị vẫn còn đang bận sắp xếp lại những dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình khi lại gặp anh là như thế nào nhỉ không nhớ nổi nữa chị chỉ nhớ những ly cà phê mỗi ngày anh gọi ánh mắt ngượng ngùng tràn đầy ấm áp nhìn mình. Chị vẫn còn tuổi xuân thì không khỏi dạo rực trước ánh mắt đó. Thế nhưng tự biết bản thân mình là gái lỡ làng, chị không dám trèo cao, chỉ cần sinh ra một đứa con mạnh khỏe, rồi an ổn sống hết đời là được. Dường như ông trời muốn đùa bỡn nên lúc qua đường giao cà phê cho khách, chị bị một chiếc xe tông trúng. Chưa hè trời nắng như đổ lửa, anh vừa gọi tên chị vừa bế xốc chị chạy đến bệnh viện gần đó không biết là mồ hôi hay nước mắt mà trong cơn đau chị thấy mặt anh ướt đẫm chị nhớ chị đau tới nghiến răng chỉ biết bấu chặt vai anh mà run rẩy con tôi con tôi lúc tỉnh lại chị mới biết mình sinh non một tháng nhìn thằng nhỏ như con khỉ con trong tay anh chị nghẹn ngào khóc anh vừa ẩu ơ du thằng nhỏ, vừa dỗ chị. Một tháng chị ở cữ, anh vừa lo xong việc ở cơ quan là chạy tới chạy lui chăm sóc dù chị có từ chối thế nào. Chồng người ta chưa chắc đã lo cho vợ được như anh. Nếu nói chị không cảm động thì đúng là nói xạo. Tôi đặt tên cho thằng nhỏ là thành công. Tại em cứ ngủ suốt, y tá lại hối thúc làm giấy tờ nên tôi đặt đại nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm chứ không phải tôi đặt bừa đâu tôi tôi mong nó lớn lên sẽ trở thành một người thành công để trả hiếu cho em gương mặt thư sinh trắng nõn của anh đang dần đỏ ửng anh lấy tên của mình làm tên lót cho thằng nhỏ chỉ mong mỗi việc làm của mình được lọt vô mắt chị kéo trái tim chị gần về phía anh một chút chị hiểu vừa muốn từ chối anh nhưng cứ thấy bóng hình lăng xăng tới lui của anh chị lại không nỡ hai con người khác biệt nhau, vậy mà ở chung với nhau lại hòa hợp lạ. Nhưng thói đời ghen ghét, người ta thấy anh trai tân mà cứ lảng vảng tới lui nhà chị. Họ ghét, họ đặt điều nói bóng nói gió sau lưng anh. Chị nghe xong, lặng lặng khóa cửa ngoài không cho anh vào mặc kệ anh đứng ngoài cửa kêu khàn giọng. Lại, lại ơi! Tiếng dế kêu từ dưới bờ sông bị gió cuốn lên, thổi vòm lá mận kêu sàn sạt nhưng không thổi khô được những giọt nước mắt trên mặt chị. Chị khóc trong buồn cả đêm. Anh đứng ngoài gốc mận gọi chị cả đêm. Rồi khi những buổi ghé qua của anh biến mất, chị lại thấy hụt hẫng lạ. Chị làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Kể cả khi nhà kế bên có người tới thuê lại, chị cũng không hay biết. Lại vẫn phụ quán nước. Thằng công thì gửi bà ba đầu ngõ coi dùm những bộn bề tất bật của cuộc sống cứ cuốn lấy chị không cho chị chút khe hở nào để nhớ về anh hoặc có cũng đã bị chị nhấn chìm trong đau đớn thằng công sinh non một tháng nên cứ oặt ẹo ốm đau liên miên mới đầu chị còn xin nghỉ để chăm thằng nhỏ nhưng mỗi lúc ứng lương lại thấy bà chủ thở dài dù gì người ta cũng là ân nhân chị không dám làm phiền nữa nên đành xin nghỉ bà chủ có người thay cũng không giữ mà chỉ cho chị thêm một tháng tiền lương nói một tháng lương nhưng cũng không đủ để chị mua sữa bột cho thằng nhỏ hết sữa chị ép thằng nhỏ uống nước cơm thằng công vừa ho vừa sốt mà vẫn không chịu uống nó khóc dần trời chị tủi thân quá cũng gạt tô nước cơm qua một bên ngồi khóc với nó hai người một lớn một nhỏ đang khóc thì anh tông cửa vô thuần thục pha sữa đút sữa rồi thay tá cho thằng công lúc này chị mới biết hóa ra anh vẫn ở bên cạnh âm thầm theo dõi và giúp đỡ chị chăm cho thằng nhỏ xong xuôi anh mới quay qua nói với chị bằng cái giọng hết sức nghiêm khắc mà chị tưởng cả đời này ngoài thầy giáo ra sẽ chẳng còn ai nói với chị lần nữa em không thương tôi cũng được nhưng em phải thương thằng công chứ nó có tội tình gì đâu mà phải chịu cảnh như vậy nó đã không có cha vậy để tôi làm cha nuôi của nó cũng được chỉ cần nó khỏe em khỏe là được kệ người ta đi em giọng anh yếu dần rồi như một lời năn nỉ giữa phút yếu lòng đó chị chẳng quản miệng người nữa mà gục mặt vô lòng anh khóc lớn ba năm 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 bảy năm thời gian cứ như con nước trước nhà trôi mãi tới khi mẹ anh tìm tới chị mới biết là chị đã ích kỷ giữ anh lâu quá rồi chị cứ tưởng sẽ bị bà đánh mắng giống như mấy vụ đánh nhau ngoài chợ nhưng không bà nhìn chị bằng ánh mắt thấu hiểu rồi nhẹ nhàng nói bà cũng là một người đàn bà bà hiểu được chị và anh yêu nhau sâu đậm như thế nào nhưng bà cũng mong chị hiểu cho tấm lòng thương con bà chỉ mong có được đứa cháu nối dài hương hỏa chị lặng thinh nghe lòng mình dậy từng ngọn sóng không phải chị không thương anh mà sau lần sinh non đó chị đã không thể sinh con được nữa vậy là chị lặng lẽ dọn đồ của anh ra ngoài lúc anh tới lấy chị thấy mặt anh sưng u bầm tím chị biết ba anh đánh mẹ anh đánh anh anh chịu nhưng vẫn nói không muốn lấy ai khác ngoài chị anh nói sẽ chờ cho đến khi ba mẹ chịu nhận chị làm dâu thì anh mới làm đám cưới còn không thì cứ ở vậy đến già thế nhưng khi mẹ anh quăng tờ giấy kết quả khám bệnh cho anh thì anh không dám nói nữa ba anh mắc bệnh ung thư gan thời kỳ cuối chị vẫn ở ngôi nhà nhỏ đó nơi có ký ức anh và chị chị mở một quán nước nhỏ để cho mình bận rộn mà quên đi nỗi nhớ về anh ngày khai trương cũng là ngày anh cưới vợ chị dọn xong và ngủ sớm nhưng không tắt đèn dưới gốc mận ngoài vườn có bóng anh đứng cô đơn một mình. Mận đã qua mấy mùa, chị cũng đã già đi mấy tuổi. Thằng Công không còn nhỏ nữa mà chị nghe bên kia vợ anh vẫn không có tin tức gì. Ba anh mất cũng đã lâu, mẹ anh với ước mong có cháu bồng dần nguội lạnh. Chị lại thấy anh tới quán, gọi một ly cà phê đắng ngắt. Chị không biết lòng chị vui hay buồn nhưng thằng Công thì mừng rơn. Nó kể cho anh nghe thật nhiều thật nhiều chuyện mà không thể kể cho chị nhìn gương mặt hớn hở của nó chị lặng thinh nghe tin anh ly dị lại lặng thinh để anh chuyển đồ vào nhà giữa lòng ích kỷ và tình yêu của anh chị chọn sự im lặng để nhường phần quyết định cho anh nhưng mỗi khi trời chập tối chị lại ngồi trước nhà mong ngóng anh như má chị từng trông ba chị về má đói quá à vô nhà ăn cơm đi má thằng công đứng lên rồi quay vô nhà chị cũng lục tục đi vô bếp xảo đại miếng rau rồi dọn lên bàn ba cái chén thằng công ngạc nhiên một chút rồi lấy cất bớt một cái chị xứng người à anh đi mấy năm rồi mà sao chị lại quên vậy nhỉ ký ức sao mau cú quá kia ngày mưa rào nhận được tin anh bị tai nạn chết rồi bị chị lôi ra khóc hoài mỗi đêm mà sao giờ lại quên mất tháng trước chị phụ mẹ anh cúng dỗ bà còn kéo thằng công lại xăm soi xem nó có điểm nào giống anh mà nhìn hoài chẳng thấy, lại cười, cái thằng này mà là con anh thì chị cũng mừng biết mấy. ăn cơm xong, thằng công vừa dọn dẹp vừa nói với chị, má dẹp quán nước đi mà nghỉ cho khỏe, già dạ, rồi chứ có còn trẻ gì đâu, mà giờ mấy ai đi uống quán nước bệt này nữa, người ta đi uống quán cà phê không à? chuyện này nó nhai đi nhai lại hoài chị phản đối hoài cũng chán, không thèm nói nữa. Nó tưởng chị nghe, lại nói thêm một tràng. Má không thích thì con xây lại quán mới, có người bán hàng hết, má chỉ ngồi đếm tiền thôi là được. Mày lớn rồi, muốn làm gì thì tùy mày. Chị giận quá bỏ vô buồn, đóng sầm cửa lại. Tưởng đâu thằng nhỏ nói chơi, ai rẻ nó xây lại thiệt. Hôm khai trương, chị nhìn cái quán cà phê mới xây. Có lan can dựng ra sát bờ sông với mấy cái bàn dựng chung quanh cây mận hồi trước anh hay đợi mình. Hoa mận trên cây nở trắng xóa, lá rụng là tả xuống sân nhà. Hồi đó chị ghét lắm, kêu anh chặt đi mà trồng cây sứ cho thơm nhưng anh cười cười rồi lấy chổi ra quét lá chôn xuống gốc cây. Lại đừng sợ dơ, cứ để đó tôi quét cho. Em thích ăn mận mà, Trồng sứ thơm thì thơm chứ có ăn được đâu. Lại không đáp lời anh. Chị cười rồi nhìn theo cái bóng dáng lui cui dưới gốc mận. Tấm lưng gầy còm đã đưa chị đi hết một đời đỏ lỡ. Giờ thằng công đang đứng kê bàn ngay đó. Chân nó dẫm lên mấy cái lá còng khô nghe sột soạt. Anh hứa với chị sẽ quét hết lá dưới gốc mận khi lá rụng đầy sân như vậy. Nhưng thằng nhỏ kê bàn choáng chỗ hết rồi. Sao anh quét được đây? quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại